thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vạn hiếu kính chào quý đồng hương, quý Phật tử, quý vị khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV trong chương trình Lắng Nghe Chánh Pháp. Hôm nay quý vị có khỏe không ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý đồng hương, quý Phật tử, quý vị khán thính giả của chương trình Lắng Nghe Chánh Pháp. Trong chủ đề lần trước, Vạn hiếu có nói đến đề tài đó là gió đời. Cuộc đời của chúng ta, nếu như mà mình không có khéo tu học Phật, tức là mình không có khéo làm chủ mình đó, thì mình rất là dễ bị những cái sự tác động, những cái sự lôi cuốn của những cái được mất, hơn thua, thành bại, khổ vui ở cuộc đời. Và chính những cái điều này nó làm cho mình, nếu như mình không có khéo làm chủ, mình không khéo quay lại nhìn lại bản thân mình đó, thì mình rất là dễ bị sống. Và cái bình an của mình, cái hạnh phúc của mình dễ bị người khác, người ta dắt dẫn, dễ bị những cái thứ mà xung quanh nó lôi kéo mình. Và Hoàng Hiếu trong chủ đề lần trước có đưa ra một cái hình ảnh ví dụ, đó là mình giống như là cái con rối giữa cuộc đời này. Nếu như mà mình không có tu tập, nếu như mà mình không có học Phật đó, mình không có nhìn lại chính bản thân mình, thì mình dễ là bị cái con rối của cuộc đời này nó điều khiển mình. Bởi vì đó, muốn cho mình vui đó, thì đời ban cho mình vài cái lời khen ngợi, vài cái lời ca tụng, rồi để cho mình đau khổ, để cho mình quằn quại đó, thì cuộc đời lại quăng cho mình vài cái tiếng chua cay, vài cái tiếng mà phỉ báng, vài cái tiếng mà sỉ vả mình. Thì với những người mà không khéo đó, không có quán chiếu, không thấy rõ được nhân quả, không thấy rõ được cái con đường mà tìm đến cái hạnh phúc của bản thân mình theo cái lời của Đức Phật dạy đó, thì chúng ta rất là dễ bị những cái ngọn gió đời này nó thổi cho chúng ta từ hướng này sang hướng khác, và chúng ta cứ lay lắc từ cái năm này qua tháng nọ, và chúng ta rất là dễ bị những cái mà ngọn gió đó nó thổi chúng ta đi, và chúng ta khó lòng nào mà giây phút nào chúng ta có được cái sự tự chủ, giây phút nào chúng ta có được cái sự bình an cả. Do đó là cái người mà tu học Phật thì cái điều mà quan trọng hơn hết đó chính là cái việc tìm lại chính bản thân của mình. Mình tìm lại chính bản thân của mình dựa trên cái phương pháp mà Đức Phật đã dạy, đó chính là chánh niệm, tức là biết rõ được những cái gì đang diễn ra và nó diễn ra như thế nào. Đó chính là cái con đường mà Đức Phật Ngài đã dạy cho chúng ta bằng cái con đường thực tập thiền tứ niệm xứ, hay rằng là quý vị thực tập bất kỳ pháp môn tu học nào của Phật giáo, là niệm Phật, là trì chú, là lạy Phật, là tụng kinh. Thì cái điều tiên quyết của tất cả những cái pháp môn mà tu học Phật, nó đều phải có hai cái yếu tố. Thứ nhất đó là chánh niệm, và thứ hai đó là trí tuệ. Chính chánh niệm và trí tuệ theo như tinh thần mà Đức Phật Ngài dạy ở trong kinh Tứ Niệm Xứ, là kinh Đại Niệm Xứ cũng như là kinh Niệm Xứ của Trung Bộ và Trường Bộ, thì chúng ta sẽ thấy được rằng cái tinh thần tu học của Đạo Phật đó chính là chánh niệm và trí tuệ. Chỉ có chánh niệm và trí tuệ mới là cái con đường mà đưa đến giải thoát và giác ngộ. Bất kỳ cái pháp môn tu học nào mà nó không có được hai cái yếu tố này đó, thì đó không phải là cái pháp môn mà tu học của Đạo Phật. Bởi vì cái pháp môn của tu học của Đạo Phật chính là rọi soi được, thấy rõ được ở nơi bản thân của chúng ta, cũng như rằng là tất cả vạn pháp xung quanh đó là vô thường, là vô ngã, là duyên sinh. Nếu như không có chánh niệm đó, không có trí tuệ, thì không thể nào mà chúng ta có được cái nhận thức này, có được cái khả năng này. Do đó, trong chủ đề lần này, Hoàng Hiếu xin được gửi đến cho đại chúng cái đề tài đó là hiện tại. Kính mời cho tất cả quý đồng hương, quý Phật tử, quý vị khán thính giả cùng lắng nghe Hoàng Hiếu chia sẻ. Kính thưa tất cả quý vị, trong kinh Tăng Chi, chương 2 pháp phẩm kẻ ngu, Đức Phật Ngài dạy rằng có hai loại người mà Đức Phật
Ngài cho rằng với hai cái đặc điểm này đó, cái người này là cái con người mà thiếu trí. Thứ nhất đó là cái người mang gánh nặng chưa đến, và thứ hai là người không mang gánh nặng đã đến. Theo cái lời của Đức Phật dạy, cái đặc điểm của cái người mà thiếu trí đó, thứ nhất đó là từ chối không làm những cái việc mà cần làm, nhưng mà lại thích nghĩ tưởng, suy tưởng đến những cái việc mà nó chưa tới. Còn cái chuyện mà bây giờ mình cần làm, mình cần lo đó, thì mình lại làm lơ, mình lại không có để ý đến. Tức là mình dành quá nhiều cái thời gian cho cái việc rằng là cái chuyện không đâu vào đâu, những cái chuyện mà nó chưa đến thì mình dành quá nhiều thời gian để mình ưu tư, để mình suy nghĩ, để mà mình lo lắng. Còn cái chuyện mà chúng ta đang gánh phải, chúng ta đang đang đặt nặng ở trên đôi vai của mình đó, thì mình lại không có nghĩ đến. Đó là cái lý do mà trong cái bài kinh Đức Phật Ngài dạy rằng đó là cái người mà mang gánh nặng chưa đến và cái người không mang gánh nặng đã đến, là hai cái đặc điểm mà theo cái nhìn nhận của Đức Thế Tôn đó, là cái người này là cái người thiếu trí. Cũng giống như rằng đó là mình chưa từng học hỏi giáo lý, mình chưa từng hành trì tu tập, mà mình cứ đi tìm hiểu những cái chuyện mà nó không đâu vào đâu. Ví dụ như rằng đó là mình tìm hiểu Niết Bàn là gì, mình tìm hiểu Tây Phương Cực Lạc là ra sao, mình tìm hiểu về cái thế giới này là hữu biên hay là vô biên, mình tìm hiểu những cái điều mà thế giới này đó là nó tận cùng hay là không tận cùng. Thay vì cái giải quyết của cái hiện tại bây giờ chúng ta đang có đó, chính là cái mà cái cần thiết nhất, cái mà chúng ta cần phải giải quyết, cần phải làm, đó là những cái mà chúng ta đang đối diện ở trong ngay cái giây phút hiện tại, ngay cái nơi cái cuộc sống đang diễn ra như thế này, thì chúng ta đang gặp phải như thế nào, thì chúng ta phải phải tìm cách để mà hóa giải những cái việc đó, thì chúng ta lại không có dành thời gian để chúng ta làm cái việc này, mà chúng ta lại cứ mong ước xa xôi, chúng ta lại cứ nghĩ về những cái chuyện mà không đâu vào đâu. Còn đối với lại cái người có trí đó, là chuyện cần làm thì là cái người đó làm, còn cái chuyện mà chưa cần thiết đó thì người ta bỏ qua một bên. Đó là cái ngược lại cái việc của cái người mà theo cái nhìn nhận của Đức Thế Tôn, đó là cái con người có trí. Ngược lại với lại cái người có trí đó là con người thiếu trí đó, thì lo những cái chuyện mà không đâu vào đâu, cái chuyện mà chưa đến đó thì mình lại dành quá nhiều thời gian để mà mình suy nghĩ, mình ước vọng. Còn cái chuyện mà đang gặp phải đó thì chúng ta lại không có lo lắng. Và đó là cái thói quen mà sinh hoạt từ trong vô lượng kiếp của chúng ta, của một cái phàm phu chúng sanh, tức là chúng ta luôn luôn ước vọng quá khứ, mơ ước tương lai. Mà như trong kinh Nhất Dạ Hiện Dạ ở trong Trung Bộ, Đức Phật Ngài dạy rằng đó là quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai là chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Còn chúng ta đó là đối với là cái người mà thức giả, những cái người mà bậc giác ngộ đó, thì luôn sống với là cái phút giây của hiện tại, không có dành cái nhiều thời gian đối với là những quá khứ, không có dành cái nhiều thời gian để mà suy tính, để mà ước vọng về cái tương lai. Bởi vì đó, cái hiện tại chính là cái quả của những cái gì đã diễn ra trong quá khứ, và chính cái hiện tại đó là cái nhân của những cái gì ở trong tương lai. Thay vì đó ước vọng nghĩ ngợi trong tương lai đó, thì mình làm tốt ở trong cái hiện tại thì chúng ta sẽ có được một cái tương lai tươi đẹp. Đó là cái nhìn nhận theo cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Chúng ta biết được rằng nội dung kinh tạng hoặc là tam tam tạng của đạo Phật đó, thì nói như mà chúng ta nói gọn lại đó, thì nó chỉ có hai điều thôi, tức là những cái điều gì mà nên làm và những điều gì mà không nên làm. Nếu như chúng ta nói gọn lại những cái lời của Đức Phật dạy trong mấy chục năm, 45 năm hoặc là 49 năm nói theo cái nhìn nhận của Phật giáo Bắc truyền, hoặc là 45 năm theo cái nhìn nhận của Phật giáo Nam truyền, thì cả mấy chục năm trời như thế, những cái lời dạy của Đức Thế Tôn nó chỉ gói gọn lại trong cái hai điều. Thứ nhất đó là những gì mà chúng ta nên làm, và thứ hai là những gì mà chúng ta không nên làm.
Ví dụ như rằng ở trong cái bài kinh Trung Bộ, kinh số 63, thì có một hôm có một cái vị đệ tử của Đức Thế Tôn mới đặt cái câu hỏi, khi mà ông có những cái vấn đề mà nghi ngờ khởi lên ở trong lòng. Cái vị tỳ kheo này đó, khi mà đang lúc mà ngồi tu tập đó, lại khởi lên cái ý niệm rằng là không biết rằng đó là thế giới này là nó có cùng tận hay là không cùng tận. Cái thế giới này đó là nó hữu biên hay là vô biên. Cái Thế Tôn đó là Đức Phật đó có còn tồn tại sau khi mất hay là không tồn tại sau khi mất. Tức là những cái câu hỏi mà nó không có liên quan nhiều đến cái thực tế đời sống của ông, mà một cái câu hỏi nó nằm ở trên trời, ở dưới đất. Những cái câu hỏi mà nó thuộc về những cái lãnh vực mà rất là xa với lại cái thực tại mà một cái người, một cái chúng sanh đang đau khổ gặp phải. Ông mới khởi lên cái ý nghĩ như vậy đó, ông mới nói rằng là ta sẽ đến để mà gặp Đức Thế Tôn, để ta bạch hỏi và là những cái lời này. Nếu như mà Đức Thế Tôn đó, Ngài không trả lời cái câu hỏi của ta đó, thì ta sẽ hoàn tục, ta sẽ không đi theo Đức Thế Tôn nữa. Nếu như mà Đức Thế Tôn, khi mà ông đến, ông gặp Đức Phật, ông mới là thưa với Đức Phật những câu hỏi như vậy đó, ông mới nói với Đức Phật rằng, nếu như mà Thế Tôn biết đó, thì Thế Tôn hãy trả lời rằng là Thế Tôn biết. Nếu như mà Thế Tôn không có biết đó, những cái lĩnh vực này đó, thì Thế Tôn hãy thành thật nói rằng đó là Ngài không có biết những cái lĩnh vực này. Khi mà ông gặp, ông đặt cái câu hỏi lên Đức Phật, những cái câu hỏi mà nó rất là xa vời với lại cái thực tế, rằng là thế giới này là hữu biên, thế giới này là vô biên, thế giới này là cùng tận hay là không cùng tận, Thế Tôn có tồn tại sau khi mất hay là không tồn tại sau khi mất. Những cái câu hỏi mà đại loại như vậy đó, thì Đức Phật Ngài mới hỏi ông lại một câu rằng là khi mà ta nhận ông làm đệ tử đó, ta có hứa với ông rằng là tất cả những cái câu hỏi nào mà của ông trả lời đó, là ta của ông hỏi đó, thì ta đều trả lời hay không? Ông mới trả lời rằng là bạch Đức Thế Tôn là không, Ngài không có cái lời hứa như vậy. Đức Phật Ngài mới dạy cho cái vị tỳ kheo này một cái ví dụ như thế này. Có một người bị một cái mũi tên độc bắn vào trong người của mình, thì có một cái vị lương y biết về những cái phương thuốc để mà chữa lành cái vết thương bị mũi tên độc này bắn đó, đến để mà giúp đỡ cho cái người mà bị mũi tên độc bắn vào người. Thì khi mà cái vị lương y ra định rút cái mũi tên ra để mà chữa trị cái vết thương, bởi vì cái tính mạng nó rất là nguy cấp, cái thời gian mà chữa trị nó không còn nhiều nữa, thì cái người mà bị cái mũi tên độc này mới không để cho cái vị lương y chữa trị, không để cho cái vị lương y rút cái mũi tên độc ra. Cái người mà bị mũi tên độc này mới hỏi rằng đó là cái mũi tên độc này đó là từ đâu mà bắn tới. Cái người bị mũi tên độc này rồi đó, bị máu ra nhiều như vậy đó, và còn hỏi rằng đó là cái người mà bắn cái mũi tên độc này là ai, cái dòng họ như thế nào, sinh ra ở đâu, làm những công việc gì. Rồi cái người bị cái mũi tên độc này, máu nó tuôn ra như vậy, cái sự sống nó đang rất là mong manh, mà lại còn hỏi cái câu hỏi rằng đó là cái mũi tên này làm bằng cái vật liệu gì, làm tẩm bằng cái loại thuốc độc gì mà lại bắn vào trong người của mình. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng những cái câu hỏi mà cái người mà bị cái mũi tên độc đó hỏi đó, nó có ngớ ngẩn, nó có ngu xuẩn hay không. Là nếu như bằng ngay cái giây phút ấy đó, cái thời gian mà nó không còn bao lâu để cho cái người lương y người ta rút cái mũi tên độc ra, người ta chữa trị, khi mà lành vết thương, chữa hẳn được cái vết thương rồi đó, thì cái người đó sẽ có cái thời gian và sẽ có đủ cái hiểu biết để mà biết rõ được những cái câu hỏi mà cái người đó, cái người mà mình muốn tìm hiểu đó, nó sẽ trả lời. Còn cái giả dụ như là lúc đó đó, mà đang bị cái mũi tên độc nó bắn vào trong người của mình, mà mình lành dành quá nhiều cái thời gian để mình quan tâm những cái vấn đề mà nó không cần thiết, tức là những cái vấn đề mà nó không có liên quan nhiều đến cái sự sống chết của mình trong cái giây phút đó đó, mà mình lại đi hỏi như vậy đó, thì mình tốn thời gian cho cái việc đó. Thì khi mà nếu như mà vị lương y có trả lời những cái câu hỏi đó đó, thì khi mà trả lời xong thì cái chất độc đó nó đã ngấm vào trong tim, đến vào máu rồi đó,
thì khó lòng nào mà có thể chữa lành được cái vết thương. Ở Đức Phật ngài ví dụ cái hình ảnh đó cho cái câu hỏi của một cái vị tỳ kheo nọ. Tức là đối với là cái nhìn nhận của Đức Thế Tôn, tất cả chúng ta ở đây đều là những cái người mà đang bị cái mũi tên độc nó bắn vào trong người của mình. Cái mũi tên độc đó chính là tham, là sân, là si, là vô minh, là tham ái, là dục ái, là phẫn hận, là sân hận. Tức là những cái mà tâm bất thiện nó đang xâm chiếm, nó đang chiếm ngự ở trong cái tâm thức của chúng ta. Cái mạng người của chúng ta nó mong manh, cũng giống như rằng là cái người mà bị cái mũi tên độc bắn vào trong người của mình. Với cái não trạng của con người của mình đó, những cái câu hỏi đó, nếu như mà Đức Thế Tôn ngài dành cái câu trả lời, thì có những cái vấn đề mà cái não trạng của mình cũng khó lòng nào mà có thể tiếp nhận được những cái lời chỉ dạy của Đức Thế Tôn. Cũng giống như rằng ở trong cái bài kinh Simsapa, Đức Phật ngài ví dụ một cái hình ảnh, đó chính là khi mà ngài vào trong rừng đó, ngài mới bốc lên một cái nhóm lá ở trong cái tay của ngài. Ngài mới hỏi những cái vị tỳ kheo rằng là các thầy tỳ kheo, các ngươi hãy thấy rằng là lá ở trong tay của Như Lai nhiều hay là lá ở trong rừng nhiều. Thì đương nhiên các vị tỳ kheo mới trả lời rằng là bạch Đức Thế Tôn, lá ở trong rừng nhiều, lá ở trong tay của Như Lai rất là ít. Đức Phật ngài ví dụ rằng những cái gì mà ngài biết đó là giống như là lá ở trong rừng, còn những gì mà ngài dạy đó là giống như là lá ở trong lòng bàn tay. Nhưng mà nhóm lá ở trong lòng bàn tay này đó chính là thuốc, chính là những cái điều mà cần thiết giúp cho cái đường hướng, giúp cho chúng sanh từ một cái con người mà mê lầm trở thành một cái con người mà giác ngộ, trở thành một cái người mà biết phân biệt được thiện và bất thiện, từ một cái con người mà phàm chứng thành bậc thánh. Đó chính là cái con đường mà đưa đến giải thoát và giác ngộ liên hệ mật thiết đến cái đời sống của chúng ta. Thì những cái lời của Đức Phật dạy cũng giống như rằng là những cái phương thuốc mà giúp cho chúng ta chữa trị cái vết thương mà chúng ta đang gặp phải. Cái mà chúng ta cần đó là chúng ta biết rõ được những cái gì nó đang diễn ra trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta đang đối diện với lại thực tại nó như thế nào, cho chúng ta không dành quá nhiều thời gian cho những cái điều mà nó viển vông, nó không có liên hệ nhiều đến cái mà hữu biên hay là vô biên. Ví dụ Đức Phật ngài hỏi rằng đó là nếu như mà biết được cái thế giới này đó là nó hữu biên hay là vô biên đó, thì cái khổ của mình đó nó có mất hay không? Nếu như mình biết được những cái điều đó đó mà cái khổ của mình mà nó tan biến đó, thì Đức Thế Tôn ngài sẽ chỉ cho mình biết được rằng là cái thế giới này là nó hữu biên hay là vô biên, Như Lai có tồn tại hay không tồn tại sau khi mà nhập Niết Bàn. Những cái câu hỏi đó nó không có ảnh hưởng nhiều đến những cái mà đau khổ mà con người chúng ta đang phải đối diện. Nếu như mà mình biết những cái điều đó đó mà cái nỗi khổ của mình nó tan biến đó, thì mình cũng nên biết. Còn đằng này đó, nếu như mà chúng ta có biết những cái kiến thức đó, những cái điều đó đó, mình có thấy được là thế giới này là hữu biên hay là vô biên đó, thì cái mà đau khổ, cái mà chúng ta đang đối diện đó, nó vẫn hiện hữu ở tại nơi con người của chúng ta. Thì thay vì đi tìm giải quyết những cái thắc mắc, những cái tò mò mà chúng ta tìm hiểu nó xa vời với lại thực tế, thì Đức Phật ngài dạy rằng thay vì làm những cái việc đó, chúng ta là một cái người có trí đó, thì nên dành thời gian cho những cái việc mà cần thiết, những cái việc mà chúng ta đang phải đối diện, những cái việc mà chúng ta đang làm. Giống như là ở trong cái lời Kinh Tăng Chi mà Hoàng Hiếu mới về chia sẻ cho đến đại chúng, hai cái đặc điểm của cái người thiếu trí đó là cái gánh nặng mà nó chưa đến đó thì mình lại mang vác, mà cái gánh nặng nó đã đến thì mình lại bỏ qua một bên. Tức là những cái việc mà mình cần làm đó thì mình không dành nhiều thời gian, mình không dành nhiều công sức để mình làm những cái việc đó. Mình lo những cái chuyện mà nó viển vông, những cái chuyện mà ở trên trời, ở dưới đất. Còn những cái mà nó thực tế chúng ta đang đối diện, chúng ta đang gặp phải đó, thì chúng ta không làm. Cũng giống như là dân gian chúng ta hay nói một câu đó là việc nhà thì nhát mà việc cô bác thì riêng. Tức là
những cái mà nó gần gũi, nó mật thiết với lại cái đời sống của mình đó, thì mình lại không có dành nhiều cái thời gian, mình không dành nhiều cái sự quan tâm cho những cái mối quan hệ đó, mà chúng ta lại dành nhiều cái sự quan tâm những cái việc mà nó không có liên hệ nhiều đến cái đời sống của bản thân của mình đó, thì mình lại dành quá nhiều cái thời gian cho những cái việc đó, trong khi những cái mà gần kề ở bên cái đời sống của chúng ta lại dành quá ít nhiều cái sự mà lưu tâm, chúng ta dành quá ít cái thời gian cho nó. Thì Đức Phật này dạy rằng đó là cái biểu hiện của cái người mà thiếu trí. Chúng ta thấy được rằng đó là cuộc đời của chúng ta, cái giây phút hiện tại chính là cái giây phút mà nó đang diễn ra trong từng phút từng giây. Chính cái hiện tại đó, nó là cái kết quả của cái đời sống ở trong cái quá khứ, và cái hiện tại đó nó là nhân cho cái đời sống ở trong cái tương lai. Mình là hay mơ ước, mình là hay viễn vọng về cái đời sống ở trong tương lai, nhưng mà đó chúng ta lại quên đi là chúng ta quên cái bồi đắp cái nhân lành để chúng ta có được cái quả lành ở trong tương lai. Chúng ta mê bói toán, chúng ta mê là ước được là người khác người ta sẽ nói cho mình là cái tương lai của mình nó sẽ diễn ra như thế nào như thế nào. Chúng ta mong ước là chúng ta, ví dụ như rằng đó là chúng ta mong ước có một cái đời sống xa hoa, chúng ta mong ước rằng đó là chúng ta có được cái hạnh phúc, chúng ta có được cái bình an ở trong tương lai. Nhưng mà đó là một cái người mà thiếu trí, do đó rằng là chúng ta không có tạo cái nhân lành ở ngay nơi cái hiện tại. Tức là bởi vì đó có cái hiện tại thì mới có được những cái giây phút trong tương lai. Mình mong ước rằng đó là mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, mà hiện tại bây giờ mình không có bồi đắp, mình không có tu tập, mình không có chuyển hóa, tức là ngay nơi tâm thức của mình đó vẫn tràn đầy 10 cái kiết sử, thì cho dù chúng ta có mong ước như thế nào đi chăng nữa mà chúng ta không có chuyển hóa ở ngay nơi tâm thức này, thì mình có sanh về đâu đó thì cái tâm thức đó nó vẫn y chang như vậy mà thôi. Chỉ có cái rằng đó là cái bình mới nhưng mà là rượu cũ mà thôi. Tức là bây giờ mình có sanh cái tâm mà còn tham, còn sân, còn si, thì có sanh tái sanh ở cõi nào đi chăng nữa đó, thì nó cũng là cái sự hiện hữu của tham, của sân, của si. Mong ước rằng là mình sẽ có được cái cõi của Tây Phương Cực Lạc xa vời, thay vì đó đó thì chúng ta sao không tạo những cái nhân của an lạc, của cực lạc ngay tại cái giây phút hiện tại này. Khi mà chúng ta sống mà vô tham, vô sân, vô si, thì ngay giây phút ấy đó là tịnh độ đang hiện diện, ngay giây phút ấy đó là Tây Phương Cực Lạc đang hiện hữu ở tại nơi mình. Bởi vì Đức Phật ngài dạy rằng không phải đời sau khi mà chúng ta mất đó thì chúng ta mới luân hồi, mà trong cái hằng giờ, hằng phút, hằng giây chúng ta đang sống với lại cái tâm thức của cõi nào đó là chúng ta đang luân hồi với lại cái cõi đó. Nếu như mà giây phút này chúng ta sống với lại cái tâm ích kỷ, hẹp hòi, ghen ghét là chúng ta đang sống với lại cái tâm của quỷ đói. Bởi vì đó là chúng ta sống mà chúng ta thấy luôn luôn là đói khát, chúng ta sống mà chúng ta đang thấy rằng là thiếu thốn, chúng ta sống mà chúng ta đang thấy rằng đó là chúng ta đang bị thiếu những thứ mà chúng ta khao khát quá nhiều. Nếu như mà chúng ta đang sống mà chúng ta sống với lại cái tâm nghĩ cho người khác, thương yêu cho người khác đó, thì chúng ta đang sống với lại cái tâm thức của chư thiên, cái tâm thức của Bồ Tát, của Thanh Văn, của Phật. Do đó rằng đó là không đời khi mà chúng ta nhắm mắt xuôi tay chúng ta mới luân hồi, mà ngay nơi cái tâm thức này chúng ta cũng đang luân hồi. Và khi mà chúng ta có tái sanh, chúng ta có mất đó, thì chúng ta cũng đi theo cái dòng và tâm thức của chúng ta đã theo cái thói quen. Tức là cái người mà cả một đời đã quen với là cái ích kỷ, cái hẹp hòi, cái mà gây cái đau khổ cho người khác đó, thì cũng phải tái sanh với cái cõi mà đau khổ. Còn cái người mà cả một cuộc đời là hướng đến cái việc đem lại cái lợi ích cho cái người khác, thì đương nhiên khi mà cái người đó nhắm mắt xuôi tay thì cũng sanh về cái cõi mà vui sướng, được mọi người thương yêu. Đó là Quảng Hiếu nghĩ rằng đó, nó rất là logic, nó rất là khoa học và nó rất là hợp lý trong cái vấn đề mà suy luận của chúng ta. Ngài Dalai Lama
Ngài có nói một cái câu như thế này: có hai ngày mà mình không thể làm được cái điều gì cả. Thứ nhất đó là cái ngày hôm qua, và thứ hai đó là ngày mai, tức là yesterday và tomorrow, là hai ngày mà chúng ta không làm được cái gì cả. Bởi vì đó, ngày hôm qua là nó đã xảy ra rồi, thì bây giờ mình có ước nguyện, mình muốn sửa đổi lại những cái gì mà mình đã làm ở trong ngày hôm qua đó, thì mình cũng không thể nào mà quay lại để mà mình làm được cả. Và cái ngày mai là cái mà chưa tới. Cái mà chúng ta có thể làm đó chính là ngày hôm nay. Và nói cụ thể hơn đó, đó chính là những cái việc làm ở trong cái phút giây hiện tại mà thôi. Nếu chúng ta dành quá nhiều cái thời gian cho quá khứ, chúng ta dành quá nhiều cái thời gian cho những cái mà nó viển vông ở trong tương lai đó, thì Hoàng Hiếu nghĩ rằng chúng ta sẽ không có được một cái tương lai tốt đẹp. Bởi vì chỉ có cái hiện tại nó mới là cái nhân để đưa đến cái quả ở trong tương lai. Quá khứ nó đã đi qua, nó đã là dĩ vãng rồi. Còn cái của mình đó chính là cái mà chúng ta có thể làm đó, nó chỉ là cái phút giây ở trong hiện tại mà thôi. Chúng ta biết được rằng đó là có những rất là nhiều người ở trong gia đình, có người thân khi mà sống gần gũi với nhau đó, thì chúng ta lại không có thương kính, chúng ta lại không có sự mà quý mến, dành cái tình thương cho nhau. Mà đợi đến khi cái người thân của chúng ta qua đời đó, đợi đến khi mà chúng ta vụt mất rồi đó, thì cái giây phút ấy chúng ta mới hối tiếc. Cái giây phút ấy đó chúng ta mới hụt hẫng. Cái giây phút ấy đó chúng ta mới tiếc nuối những cái mà chúng ta đã có. Ví dụ như rằng đó là khi mà có mẹ cha mình còn hiện hữu ở trên đời, thì mình lại không có coi trọng, mình lại không có trân quý được cái tình cảm mà cha mà mẹ dành cho mình. Mình không trân quý được cái tình cảm mà đáng lý ra có rất là nhiều người, người ta mồ côi cha mẹ từ nhỏ, người ta khao khát là có được cái sự sưởi ấm, cái tình thương của cha và của mẹ. Trong khi hiện tại bây giờ mình có đó, nhưng mà mình lại lầm lơ. Mình có đó đó mà mình lại coi thường, mà lại không có trân quý những cái tình cảm đó. Đến khi mà chúng ta vụ mất rồi đó, thì ngay giây phút ấy chúng ta mới bắt đầu là hối tiếc. Đợi khi mà những cái người đó người ta khuất núi rồi đó, thì những cái chuyến tàu, những cái chuyến đò mà nó đã đi ngang qua rồi trong cuộc đời của chúng ta rồi, thì lúc ấy chúng ta mới hối tiếc, chúng ta mới ngập ngừng, chúng ta lúc đó mới hốt hoảng. Thì để tránh những cái hối tiếc, những cái hốt hoảng, những cái mà hụt hẫng, những cái bơ vơ đó, thì Đức Phật Ngài dạy rằng chúng ta nên trân quý những cái phút giây hiện tại. Chúng ta nên sống với lại những cái phút giây hiện tại. Và chỉ có con người mà sống với lại cái phút giây hiện tại đó, thì cái con người đó mới là cái ngôn người mà bồi đắp cho trong tương lai. Để mà thay vì là bói toán tương lai, thì chúng ta nên viết nên cái câu chuyện của tương lai bằng cách là chúng ta sống với lại hiện tại này. Bởi vì chỉ có cái con người của chánh niệm, chỉ có cái con người mà sống với lại hiện tại đó, thì cái con người này mới đủ cái khả năng mà tạo nhân lành. Và khi mà tạo nhân lành rồi thì nhất định là sẽ hưởng quả lành mà thôi. Do đó rằng là chúng ta thay vì là sống cho quá khứ, thay vì rằng đó là hối tiếc, thay vì rằng đó là nuối tiếc, thì mình để tránh những cái tình trường hợp đó đó, thì Đức Phật Ngài dạy rằng chúng ta nên sống cho những cái phút giây ở trong hiện tại, những cái mà chúng ta đang đối mặt. Quý vị thấy rằng là hoàn toàn cái đời sống của chúng ta đó, đa phần chúng ta là dành phần lớn cái thời gian cho cái chuyện cũ. Tiếp theo là chúng ta dành phần lớn cái thời gian cho những cái trù hoặc, những cái toan tính ở trong tương lai. Mà không có ai, ít có ai mà sống hết mình cho hiện tại. Chúng ta biết rõ rằng là thời gian để cho mình sống đó, nó chỉ có diễn ra ở trước mắt trong cái khoảng thời gian đó. Mà Đức Phật Ngài dạy rằng nó chỉ rằng là diễn ra trong từng cái tích tắc,
mà trong cái khái niệm ở trong Phật giáo đó dùng một cái danh từ, đó là chữ sát na, tức là một cái khoảnh khắc nó rất là nhỏ, nhỏ hơn cả cái khoảnh khắc mà chúng ta hay nói đó là một giây, một phút. Cái sát na là cái khái niệm thời gian mà nó ngắn nhất mà mình có thể ý niệm được, mình có thể mường tượng được. Đó chính là cái khái niệm mà Phật giáo nói về cái thời gian. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng cái mạng sống của chúng ta đó, tuy rằng đó là mình nói ra là mấy chục năm, mà nói ra đó là 100 năm, nhưng mà thực chất đó mấy ai mà sống trọn 100 năm. Cái đời sống của chúng ta nó rất là mong manh, nó dễ vỡ, giống như là cái bong bóng nước mà khi mà quý vị thấy là những cái cơn mưa mà nó rớt xuống mặt hồ đó, nó tạo lên những cái bong bóng. Và cái danh vọng, cái địa vị, ngay cả cái mạng sống của mình đó, nó cũng mong manh, nó cũng dễ vỡ, giống như rằng là cái bong bóng nước kia. Thế nên là một cái người mà có trí thì Đức Phật Ngài dạy rằng là hãy sống hết mình với lại cái phút giây hiện tại. Ở trong một cái bài kinh, Đức Phật Ngài hỏi một cái vị tỳ kheo, Đức Phật Ngài hỏi một cái vị tỳ kheo rằng đó là mạng người sống trong bao lâu. Thì có vị đó trả lời rằng bạch Đức Thế Tôn là 60 năm. Có người là trả lời Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn là 70 năm. Có vị đó trả lời với lại Đức Thế Tôn rằng là 30 năm, là 20 năm, là 3 tháng, là 1 năm. Có một vị mới trả lời Đức Thế Tôn rằng là mạng người sống trong hơi thở. Hay Đức Phật Ngài dạy rằng cái vị đó mới trả lời đúng, chính xác là như vậy. Là bởi vì đó, có hơi thở vô mà không có hơi thở ra, thì chúng ta coi như rằng là kết thúc một cái mạng sống ở cuộc đời này. Do đó khó lòng nào mà có thể xác quyết được rằng là mạng người trong 30 năm, trong 20 năm, trong 60 năm hay là 100 năm. Mạng người chỉ có tồn tại ở trong cái hơi thở. Do đó là cái tinh thần của Phật giáo, cái tinh thần của Đạo Phật, cái tinh thần của lời của Đức Phật dạy đó là hướng dẫn cho mình sống trọn vẹn với lại những cái giây phút mà ở trong hiện tại. Ngài Đức Đạt Lai Lama, Ngài cũng có một cái điều, một cái câu nói mà Hoàng Hiếu rất là thích. Ngài nói rằng đó là Ngài rất là kinh ngạc với lại nhân loại của chúng ta. Bởi vì đó, con người của mình là hy sinh sức khỏe để ra sức kiếm tiền, rồi sau đó đó lại bỏ ra rất là nhiều tiền để cố gắng mua lại cái sức khỏe. Mà chúng ta thấy được rằng đó, có rất là nhiều người ở trong cuộc sống này vì đồng tiền, vì cái danh lợi mà bất chấp hết tất cả mọi thứ để cố gắng tìm cho được cái danh, cái lợi, cái tiền, cái tài, bán đi cái sức khỏe để chi, để cuối cùng đó dùng lại cái tiền mà mình kiếm ra để mà mua lại cái sức khỏe. Nhưng mà chúng ta biết được rằng đó, có những thứ đó tiền có thể mua được, nhưng mà có những thứ đó tiền mãi mãi không mua được. Có những cái thứ đó đến cái giây phút mà cần thử, cái giây phút mà kề cận cái sống và cái chết rồi đó, thì tiền nó không là gì cả. Ngay giây phút ấy, bây giờ có tiền như là núi, nó cũng không có phải là cái vấn đề, nó không thể nào mà giải quyết được cái điều đó cả. Hình như Hoàng Hiếu có một lần đã chia sẻ cho đến đại chúng một cái câu chuyện mà Hoàng Hiếu rất là khá tâm đắc. Thì có hai cái vị cùng nằm tắm biển ở trên một cái bãi biển, tắm nắng ở trên một cái bãi biển. Thì một cái vị kế bên đó là cái người đó là cái người triệu phú, có cái điều kiện xa hoa. Ông có du thuyền, ông có điều kiện, có nhà cao cửa rộng. Thì nằm kế bên là có một cái người ngư dân đánh cá. Thì khi mà cái người triệu phú thấy cái người ngư dân mới hỏi rằng đó là ông làm nghề gì, thì cái người dân ngư dân mới trả lời rằng đó là tôi là cái người mà đánh cá. Thì cái người triệu phú tỏ vẻ là khinh thường cái người ngư dân là cái người mà nghèo khó, mới nói rằng đó là bây giờ còn sớm, tại sao anh không đi đánh cá thêm mà bây giờ lại nằm ở đây. Thì cái người ngư dân mới trả lời rằng đó là
bây giờ đánh cá thêm để làm gì? Tôi thấy như vậy là đủ rồi, bây giờ đánh cá thêm để làm gì? Thì cái người triệu phú mà trả lời rằng là anh em đánh cá thêm đó để mà anh có tiền. Hỏi là khi có tiền đó để làm gì? Anh có tiền đó thì anh sẽ mua thêm những cái mà tàu đánh cá lớn hơn. Thì cái người ngư dân mới trả lời, mới hỏi lại rằng đó là mua thêm những cái mà nếu như mà tôi có tiền đó, mua thêm những cái tàu đánh cá lớn hơn đó để làm gì? Đó, khi mà anh có tiền, anh mua thêm được những cái tàu mà đánh cá lớn hơn đó, anh mướn được nhiều cái người mà nhân công hơn. Là khi mà mướn được nhiều nhân công hơn đó, anh sẽ đánh cá được nhiều hơn, nó không, nó gấp mấy chục lần, nó gấp mấy trăm lần những cái mà cá mà anh thu lượm được trong cái ngày hôm nay. Thì cái người ngư dân mới hỏi lại rằng đó là với cái số tiền đó đó thì tôi sẽ làm gì? Thì cái người triệu phú mới trả lời rằng là nếu như mà với cái số tiền mà anh tìm được nhiều như vậy đó, thì giờ phút này anh có nhà, anh có cửa, anh có du thuyền giống như là tôi vậy. Cái người ngư dân mới trả lời rằng là nếu như mà có tiền, có của giống như là anh đó, rồi cuối cùng là tôi sẽ làm gì? Cái người triệu phú mới trả lời, anh sẽ ra cái bãi biển, anh nằm, anh hưởng thụ cái đời sống giống như là vậy. Thì cái người người ngư dân mới trả lời rằng là hiện tại bây giờ tôi cũng đâu có khác gì anh, tôi cũng đang nằm ở tại cái bãi biển này, tôi cũng đang là enjoy, tôi cũng đang là tận hưởng cái cuộc sống, tôi cũng đang sống tận hưởng với lại cái gió mát, cái trăng thanh ở tại cuộc đời này. Một cái câu trả lời đương nhiên rằng đó là nó rất là khó để chúng ta thực hiện ở tại cuộc đời này, nhưng mà Hoàng Yếu thấy rằng đó cái câu trả lời nó hàm ý được rằng chúng ta sống biết đủ với lại những gì mà chúng ta đang có. Với lại cái cuộc sống này, đương nhiên cái điều mà cần thiết đó là chúng ta phải có được những cái điều kiện mà bảo đảm cho cái cuộc sống của mình. Nhưng mà một cái người mà có trí, một cái con người mà biết thương mình đó, là con người luôn luôn làm chủ trong mọi cái tình huống. Chứ không phải rằng đó là để tiền tài, để danh vọng, để địa vị, nó lại lôi kéo, nó lại dẫn dắt mình trở thành những cái tên nô lệ cho những cái điều kiện vật chất mà chúng ta muốn có. Có nhiều lần bạn Hiếu có chia sẻ đến đại chúng đó, mình nói rằng đó là mình chủ của một cái chiếc xe, mình làm chủ của một ngôi nhà, nhưng mà dường như rằng đó cái người mà thiếu tu tập, cái người mà thiếu học hỏi, cái người mà thiếu cái sự mà làm chủ chính mình đó, dường như mình chính là cái người nô lệ cho cái ngôi nhà, mình chính là cái người mà nô lệ cho chiếc xe. Ví dụ như rằng là mình mua chiếc xe mới, mình đậu chiếc xe mới ra đó, bị ai đó người ta cạ, người ta quẹt, cái xe mới đó nó bị trầy, thì chiếc xe nó không có đau khổ, mà chính mình là cái người mà đau khổ. Đôi khi rằng đó là mình, mẹ mình đó mà mình ít có sự quan tâm hơn là mình dành cái thời gian để mình quan tâm cho chiếc xe, mình dành cái thời gian mình quan tâm cho cái nhà. Do đó rằng mình nói rằng đó là mình làm chủ chiếc xe, mình làm chủ cái nhà, nhưng mà dường như cái người mà không khéo tu tập á, cái người mà không có khéo nhìn lại chính mình đó, thì chúng ta đang bị dẫn dắt, chúng ta đang bị xỏ mũi, chúng ta đang là cái người mà nô lệ cho những cái điều kiện, những cái mà vật chất chúng ta đang có. Lần trước Hoàng Hiếu cũng chia sẻ cho đến đại chúng, một người mà đứng trên cái đỉnh cao của danh vọng đó là một cái vị vua, nhưng mà với cái tâm thức của cái người mang cái tâm của ngạ quỷ, tức là lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn, lúc nào cũng cảm thấy rằng đó là bản thân chưa đủ đó, thì ngay giây phút ấy đứng trên cái đỉnh cao danh vọng của một vị vua, nhưng mà sống một cái tâm thức của một người nô lệ, lúc nào cũng đói khát, lúc nào cũng mong muốn rằng là có thêm, chứ không phải rằng đó là cho ra những cái người khác. À, thế nên rằng cái hiện tại là cái mà chúng ta đang bồi đắp cho những cái mà chúng ta sẽ gặt hái ở trong tương lai. Muốn có một cái tương lai tốt đẹp đó thì không gì hơn là chúng ta hãy bồi đắp với lại những cái mà chúng ta đang làm ở trong cái giây phút hiện tại này. Chúng ta biết được rằng có nhiều người, người ta nói rằng là người ta đang sống, người ta đang hiện hữu đó, nhưng mà thực chất ra đó người ta chỉ có là hiện hữu, người ta chỉ có lần đó là người ta đang đang hiện diện thôi. Chứ còn thực chất theo cái nhìn của Phật giáo đó, những cái con người đó người ta không có sống. Là bởi vì sao ạ? Bởi vì cái nhìn của đạo Phật đó, sống là cống hiến, sống là đóng góp.
Mà một người mà chỉ có sống cả một đời mà chỉ biết gom vào, cả một đời chỉ biết rằng đó là cái luôn luôn sống trong cái sự mà đói khát, luôn luôn sống biểu hiện của một cái người là thiếu thốn tài sản, thiếu thốn tình thương, chưa từng có một cái ý niệm là nghĩ tốt cho người khác, chưa từng có một cái tâm phát khởi rằng đó là giúp đỡ cho cái người khác, thì đối với là những cái ngôn người đó nó chỉ khác với lại cái xác chết, tức là có đi có đứng có nằm có ngồi nhưng mà cái đóng góp cho cuộc đời này nó rất là ít. Những cái người mà người ta sống ta chạy theo phải là cái dục vọng, ta chạy theo những cái mà nó thiếu thốn trong con người của mình đó, thì theo cái nhìn nhận của Đức Phật, theo cái nhìn nhận của Phật giáo, những cái con người đó chỉ là hiện diện mà thôi, chứ không hề có một cái chút thể hiện nào là cái sống của con người đó cả. Bởi vì đó, sống là có phải có sự đóng góp, sống là phải đem lại cái lợi ích cho những cái người khác. Kể đến nữa đó là chúng ta biết được rằng ở trong Phật giáo đó, mình nói sống trong hiện tại không phải rằng đó là mình chối bỏ quá khứ, mà cái mà Phật giáo hướng đến đó, sống trong hiện tại đó chính là mình học từ quá khứ để mình sống tốt đẹp hơn cho cái hiện tại. Có một số người khi mà ở trong cái đời sống quá khứ, người ta phạm phải những cái sai lầm, người ta cứ mang cái tâm là rây rứt với lại những cái sai lầm ở trong quá khứ đó, và người ta cứ mãi sống với lại những cái rây rứt, những cái lỗi lầm ở trong quá khứ đó, thì Quảng Hiếu nghĩ rằng cái chiều hướng đó, cái đường hướng đó nó cũng không có đem lại một cái chiều hướng tích cực nào cả. Thay vì đó là cứ mãi rây rứt, cứ mãi sống với lại những cái lỗi lầm ở trong quá khứ, thì chúng ta nên học những cái bài học ở trong những cái sai lầm trong quá khứ đó để chúng ta không còn cái tái phạm ở trong tương lai nữa. Và để thay vì là mình cứ rây rứt với là những cái mà chúng ta đã lỡ làm ở trong quá khứ đó, thì hiện tại bây giờ chúng ta nên làm những cái điều mà tốt đẹp ở trong tương lai. Nó tốt hơn rằng là chúng ta cứ mãi sống rây rứt mà chúng ta không có chịu thay đổi để chúng ta làm những cái điều mà tốt đẹp ở trong hiện tại bây giờ và cũng như trong tương lai. Và Quảng Hiếu nghĩ rằng cái cách sám hối trong đạo Phật nó cũng là giống như vậy. Sám hối trong đạo Phật đó chính là ăn năn những cái lỗi lầm cũ và chừa bỏ những cái lỗi lầm ở trong tương lai. Đó là ý nghĩa của chữ mà sám hối ở trong Phật giáo. Không phải rằng là mình cái việc mà chúng ta đã phạm phải những cái sai lầm ở trong quá khứ đó là cái việc mà đã rồi. Cái việc mà bây giờ mình có rây rứt nó như thế nào đi chăng nữa đó, mình không có thể nào mà can thiệp được những cái chuyện mà đã rồi ở trong quá khứ. Thì chúng ta nên rây rứt, nó chỉ có ý nghĩa rằng nó giúp cho chúng ta biết được rằng đó là những cái lỗi lầm mà chúng ta đã phạm phải, để chúng ta không còn, chúng ta chừa bỏ, chúng ta không có lặp lại ở trong tương lai. Mà cái điều quan trọng là chúng ta phải thay đổi ở trong cái hiện tại. Hoàng Hiếu ví dụ như rằng là có một số cái người mà người phụ nữ người ta lỡ phá thai ở trong cái đời sống quá khứ, ở trong cái những cái tháng ngày ở trong quá khứ, mà chúng ta cứ mang hoài cái niềm rây rứt đó, chúng ta sống hoài với cái niềm rây rứt đó, thì chúng ta cũng làm được cái gì, điều gì tốt đẹp cả. Thay vì đó đó thì chúng ta nên làm những cái gì, nếu như mà chúng ta nghĩ đến những đứa con mà mình đã lỡ phá ở trong cái quá khứ đó, thì mình cố gắng mình tạo những cái điều mà phước thiện, mình giúp ích cho những cái đứa trẻ mà nó có những cái hoàn cảnh mà không tốt đẹp ở trong cuộc đời này, mình hướng về những cái đứa con của mình đã lỡ mình bỏ nó ở trong quá khứ đó, thì những cái điều đó nó còn tốt đẹp hơn rằng là mình cứ sống, mình cứ rây rứt mà chúng ta không có thay đổi, chúng ta không có làm một cái điều gì nó tốt đẹp cho hiện tại và tương lai cả. Hôm nay cũng là trong những cái ngày mà cuối năm Nhâm Dần, Hoàng Hiếu kính lời cảm ơn tất cả quý đồng hương, quý Phật tử trong chương trình lắng nghe chánh pháp của Bồ Đề Phật Quốc TV đã suốt thời gian qua lắng nghe Hoàng Hiếu chia sẻ. Cầu nguyện cho tất cả quý vị được bình an, lúc nào cũng sống trong cái sự soi sáng của ánh sáng Phật pháp, và cầu chúc cho tất cả quý vị một năm mới nhiều bình an, nhiều an lạc trong cuộc sống này, mọi việc đều được thuận duyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời
dạy cuối đừng quên Phật hiện thân ở đây.